Tình huống khiến tàu Cát Linh Hà Đông dừng chạy 30 phút. Đơn vị vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông vừa phải xử lý tình huống khiến một tàu dừng hoạt động. Tối ngày 7 tháng 12, nhiều hành khách có mặt tại ga Cát Linh để đi tàu điện bất ngờ nhận được thông báo đoàn tàu gặp sự cố không thể phục vụ hành khách. Trao đổi với nguồn tin, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết sự cố xảy ra thực chất là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở Giao thông Vận tải đưa ra để thử khả năng phản ứng của đơn vị vận hành. Do không biết đây là tình huống diễn tập, các nhân sự của Hà Nội Metro vẫn triển khai các bước xử lý sự cố như bình thường. Họ dừng đón trả khách tại ga Cát Linh từ 18h30 phút đến khoảng 19h10 phút để khắc phục sự cố. Thời điểm trên đã có gần 40 hành khách mua vé và đợi tàu. Hà Nội Metro đã trả lại tiền vé cho hành khách, đồng thời gọi xe buýt hỗ trợ nếu hành khách có nhu cầu di chuyển. Ông Trường cho biết, ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên đường sắt đã xử lý theo đúng quy trình. Đây là một trong 63 tình huống an toàn mà nhân viên đường sắt đã được tập huấn xử lý. Thưa quý vị, năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của ngành dệt may vẫn khả quan. Xuất khẩu ngành dệt may ước đạt 39 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với năm 2020. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, việc thực hiện nghị quyết 128 thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh là động lực lớn để ngành dệt may có những khởi sắc đáng kể, đặc biệt là trong quý tư năm nay. Trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Hiệp hội dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2022 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn. Ngành dệt may xây dựng 3 kịch bản phát triển. Kịch bản thứ nhất, nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát cơ bản ngay từ đầu năm 2022, ngành dệt may đặt ra mục tiêu xuất khẩu đạt 42,5 đến 43,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Ở kịch bản trung bình, nếu dịch bệnh có thể kiểm soát về cơ bản vào giữa năm 2022, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 40 đến 41 tỷ đô la Mỹ. Kịch bản thứ ba, khả năng kiểm soát dịch bệnh có thể kéo dài đến cuối năm 2022. Với đà tăng trưởng như hiện nay, ngành dệt may vẫn có thể đạt mức xuất khẩu từ 38 đến 39 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tài chính vừa đề xuất kéo dài thời hạn giảm phí bảo trì đường bộ thêm 6 tháng đối với xe vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp thì cần miễn phí bảo trì đường bộ. Hôm nay là đến hạn đăng kiểm xe của anh Thủy, một tài xế chuyên chạy xe du lịch tuyến Hà Nội Bắc Giang. Trước việc giảm 30% phí bảo trì đường bộ với loại hình xe vận tải hành khách, xe 16 chỗ của anh Thủy được giảm hơn 80.000 đồng một tháng. Dù vậy, anh Thủy vẫn không mặn mà với chính sách này, bởi xe của anh đã nằm một chỗ 8 tháng qua. Tôi biết lâu rồi, tại vì cũng khám 1-2 lần được giảm từ đợt Covid lần trước. Nói chung là tôi cũng muốn nó giảm nữa, tại vì dịch bệnh này xe ông đỗ nguyên si giảm mới được 30% thì cũng được có mấy trăm trong vòng 6 tháng. Nhà nước mà xem xét mà giảm được miễn phí hoàn toàn thì là cái tốt nhất cho các doanh nghiệp, người ta có cơ hội vực dậy được. Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí bảo trì đường bộ để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Cụ thể giảm 10% đối với xe vận tải hàng hóa, 30% đối với xe kinh doanh vận tải hành khách từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đây là chính sách chia sẻ khó khăn với đơn vị vận tải. Về chủ trương là giảm trừ hoặc miễn giảm cái phí đường bộ đối với các cái phương tiện mà kinh doanh vận tải, chúng tôi được có thêm các cái thông tư về giảm từ 10 đến 30% cho các cái phương tiện mà kinh doanh vận tải và kinh doanh vận tải hàng hóa. Thì đấy là một số các cái chính sách mà hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong cái giai đoạn mà dịch bệnh Covid. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây là mức giảm thấp bởi dù xe kinh doanh vận tải được hoạt động trở lại từ tháng 10 đến nay, nhưng hầu hết các doanh nghiệp chỉ hoạt động 50% công suất và phải chịu nhiều chi phí khác, trong khi các thủ tục để được miễn đóng thì khá rườm rà. Cái mức giảm phí đối với xe tải là 10% với cái điều kiện như cái giai đoạn hiện nay đấy thì có thể chấp nhận được. Còn cái mức mà 30% đối với vận tải hành khách đấy, thì đây là một cái mức rất là thấp. Các đơn vị rất mong muốn là về phía nhà nước ấy, thì đối với vận tải hành khách ấy, là nên cho phép
giảm là 70%, hoặc nếu được thì cho phép là miễn luôn cái phí thu trên đầu phương tiện. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, có đến 90% doanh nghiệp kinh doanh vận tải vay vốn ngân hàng để đầu tư phương tiện và tổ chức hoạt động vận tải. Bởi vậy, các chuyên gia và doanh nghiệp mong rằng Chính phủ sẽ có những chính sách hỗ trợ tổng thể để doanh nghiệp vận tải có cơ hội vực dậy sau đại dịch COVID-19. Quý vị, Phú Quốc, hòn đảo nằm ở phía tây bắc của tỉnh Kiên Giang, là một thành phố năng động, được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của cả nước, khu vực và thế giới. Cùng với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội rất thuận lợi, thành phố đã trở thành trung tâm tài chính, đầu mối giao thông vận tải và hàng không quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Cũng vì lẽ đó mà giá đất ở trên đảo này đã trở nên vô cùng đắt đỏ. Nhưng thời gian qua, năng lực quản lý yếu kém của chính quyền đã khiến cho đảo Ngọc Phú Quốc bị băm nát, tình trạng xây dựng không phép tràn lan, xẻ thịt đất nông nghiệp ồ ạt để phân lô bán nền. Giá đất thì bị thổi lên gấp chục lần và dùng giang hồ tranh chấp đất đai. Và điều xót xa hơn là chính cơ quan quản lý nhà nước ở đây lại đang ngang nhiên làm trái quy định của pháp luật, cho phép phân lô tách thửa đất nông nghiệp để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây ra rất nhiều hệ lụy cho sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường của thành phố. Đây là vấn đề sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyện trong ngày hôm nay. Đây là một trong những dự án san gạt phân lô bán nền phổ biến tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Vào vai những người mua đất, nhóm phóng viên được nhân viên bán hàng bất động sản giới thiệu. Đây là dự án của công ty LHD. Dự án này đã hoàn thành phân lô và chào bán giai đoạn 1 với giá từ 240 đến 270 triệu đồng trên một nền. Diện tích 100 mét vuông. Đất đã được chia lô, hạ tầng cơ bản đã hoàn thành. Thủ tục mua bán nhanh gọn, chỉ có điều đây là đất nông nghiệp hay còn gọi là đất sơ đồ 15. Thủ tục thì đơn giản hơn, trước đây công ty là làm thủ tục, nếu mà các anh mà muốn sổ đỏ, sổ đỏ thì bên cha ta. Trước đây không có sổ à? Không. Theo bản đồ quy hoạch đất ở được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành năm 2021, toàn bộ khu vực dự án này đều là đất trồng cây lâu năm. Luật đất đai cũng quy định rõ ràng, đất nông nghiệp khi chưa được quy hoạch thành đất ở, thì đất này chỉ được sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Việc san lấp phân lô xây dựng trên đất là hoàn toàn trái với pháp luật. Điều này ngay cả chính chủ đầu tư, công ty LHD cũng đã phải thừa nhận. Dự án của công ty LHD chỉ là một trong hàng loạt các dự án chui đang hiện hữu tại xã Cửa Dương nói riêng và thành phố Phú Quốc nói chung. Khi được hỏi, hầu hết các chủ đầu tư đều cho rằng ở Phú Quốc cấm thì cấm, còn làm thì vẫn cứ làm. Ở Phú Quốc này bất cứ ở đâu, anh mua ở đâu thì là đều xây dựng được bình thường hết. Cam kết thì không thể cam kết được, bởi bản chất mình đang làm sai. Chất đất này không được làm hạ tầng, không được làm đường, không được làm hạ tầng trên đấy. Mà khi bọn em làm hạ tầng thì bọn em sẽ phải xử lý hết những cái vấn đề liên quan đến luật ở khu này rồi. Anh đã xây ra là trái phép rồi. Đấy, mấy bác TV đài báo đến mà thấy làm trái quá thì cũng phải cấm chứ. Thời gian để tìm hiểu sự ngang nhiên của các dự án chui, chúng tôi tìm đến xã Cửa Dương, địa phương đang tồn tại hàng loạt dự án kiểu như thế này nhưng không bị xử lý. Rất tiếc, khi đặt vấn đề làm rõ những sai phạm, phóng viên đã không được chào đón. Anh em hỗ trợ cho em, anh em của em thôi, không có gì đâu. Bây giờ em đang vào phòng, anh đang nói chuyện với anh cứ tự nhiên đùng đùng bỏ ra, anh